Yeah.
Để nó vô nó qua pha pha không có cái đó mà nói gì cãi gì đâu cãi mà Khanh không biểu đập đi thì mình đập thôi. Đập dao đánh cái cầu mà ông chủ tịch trọng thị gặp kèo á. Lật người. Đứng đây đánh rồi chứ. Lật người. Rồi đi qua đây ra. À, ngập nó đậu hai vòng luôn á. Đúng thôi hai vòng lận. Đúng rồi. Thế là tôi chắc chắn 100% mà. Để cho nó hai đậu. Nó hai đậu có camera đây rồi. Đó. 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 Em từ bên đây bước qua bên đây chưa? Cái chủ tịch mà chủ tịch bị lật người qua đó. Bỏ vỏ này. Không có. Bây giờ bước qua bên phải đi là mình đập thôi. Đứng ở đây á, em đứng bên đây không luôn á. Thôi anh không mua gì. Đó là đổi em tới hai vòng rồi. Anh già nhưng mà anh không có đứng bên đây. Anh chưa bao giờ đứng bên này sao? Ha 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 ha!
cái dầu còn mới nhỏ em bị nhẹ là nó rút liền chứ nha. Rồi dao mạnh đi đâu luôn, dao mạnh cửa luôn, đúng rồi. Đó, rồi. Đó, hay quá, ứ đó là mạnh lên là đập ngay cái đầu cho tôi rồi. Thôi. Trời. Đâu thì đánh ngoài kia ta đỡ được chứ. Rồi gì đó em. Yên tâm nè. Hay nè. Má này quýnh ghê quá mà quýnh đỡ không được luôn. Này quá dữ nè, tiến bộ đỡ hay. Quýnh mà đỡ không được. Rồi, ok, ngon rồi. Trời ơi. Chết.
Hôm đi thắng cà phê được rồi kìa. Hôm viết xong kịch bản xong rồi cái đưa cho Trung một bản đọc đàng hoàng. Đọc rồi mà diễn thôi chứ. Bây giờ đâu có nghe nghe á, nghe quá, mọi cái tiếu tiếu không dễ nghe. Thank you.
em nữa chứ còn chị đi đông được đúng không chị Thận? Đúng rồi. Đi đây còn chứ mấy em nữa chứ đúng rồi. Biết hết trơn à. Tính chờ mở lưới mà lâu quá thôi. Hello, đây là cái hội đánh cầu lông vừa già vừa xấu vừa đánh dở. Cái vô được gì? Được chị. Người đẹp vô phải đẹp thôi chứ lo. Chị nói là có thấy được không á? YouTuber ơi, đây là cái hội á, vừa già vừa sung, đánh á, thì ít, la thì nhiều, cá độ thì ăn gian. Nói chung là tất cả những gì sống trên đời á, mà chơi về thể thao á, là hội tù ở hội này á. Đi về.
đi về. Dám ra cái hội này vừa dài vừa xấu quá lắm. Hai đợt này về phải câu là cái clip này nha, coi chừng nha, cắt bớt nha. Thank you.